cả nhà hello. Trận mưa nửa đêm. Welcome back Nhân Khoa Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ Nhân Khoa Cuộc Sống Mỹ. Trận mưa vào lúc 10 giờ đêm. Đám mưa lớn của đầu mùa thu. Thì lúc này mình đứng ra để mình quay cái vườn trái cây của mình. Mà ông trời cũng làm cái hết hồn, ông để một cái rầm. Thì thế nào lát nữa sẽ bị sấm sét nữa đó. Thì vào mùa thu thì thời tiết rất là lý tưởng. Nhiệt độ lúc này là khoảng 75. Thì mình nhìn ra cái view mà trời mưa, cái vườn trái cây, cây cá cảnh của mình rất là thích. Tại vì cây nó cũng thích nước mưa hơn là nước mình tưới, thật sự mà nói. Được một trận mưa rào như vậy thì là tất cả những cây ăn trái, cộng luôn cả cây cảnh của mình rất là tươi tốt và phấn khởi nha. Thì cái này mình đứng ở mé trong, mình chỉ quay ra được những cái phần mà mình có thể quay thôi. Ở ngoài ra, ngoài qua rồi greenhouse nữa thì em không dám ra rồi. Tại vì ngoài kia hiện tại giờ là có đèn, nhưng mà một ra ngoài vẫn bị ướt như thường. Nước bắt đầu nó lên rồi đó, nước bắt đầu ngập rồi. Tại hệ thống thoát nước của mình nó có giới hạn, nhưng mà nhiều quá nó sẽ đụng dũng lên. Thật sự mình để chỗ này máy nó quay, mình nhìn trời mưa cũng thích, chứ không cần đi máy di chuyển tới lui cũng được. Mình để cái angle này là ok nè, angle này quay cũng được. Hoặc là cái angle này cũng được. Cái này cái view này cũng đẹp nè, em thích cái view này lắm á. View này hoặc là view này cũng ok nè. View này khá là lý tưởng, bảo đảm view này lấy tiền.
view này rất là ok. View này cũng đẹp nè. Và em thấy view nào thấy cũng đẹp đó. Rất là tuyệt vời, quá rất là tuyệt vời.